Trúng không? Trúng không? Yeah. Chạy được có 10 đô bạn ơi. Trời ơi, đồng hồ mới mua. Xịn quá xịn. Ủa Phong, ông đâu ra ông có tiền mua cái đồng hồ Rolex hay Rolex đã? Đồng hồ Rolex chứ đồng hồ Rolex là đồng hồ gì bà nội? Trời ơi. Mua vàng luôn nè. Nói chung là dạo này Phong cũng có nhiều tiền á, cho nên là Phong mua thôi. À, với lại là Phong tặng cho Sam một cái túi LV nè. Tặng cho Sam túi LV nè. Túi LV. Đúng rồi. Mấy chục triệu luôn á. Ai, bình thường mà. Tiền nhiều dữ vậy? Trời ơi, Sammy hỏi Phong kiếm đâu ra nhiều tiền vậy đúng không? Mấy bạn cũng đang rất là tò mò ở đâu nhiều tiền vậy đúng không? Mấy bạn hãy nhìn đi. 900.000 đô. Trời ơi. Trời ơi, ông đi ăn giật, ăn cướp cái gì mà nhiều tiền như vậy? Cái gì mà ăn giật, ăn cướp bà nội, bà không nhớ hả? Trong tập trước mình đã kiếm được 88.000 đô. Mình mở lại tiệm net của mình. Có nhiều bạn bảo là trụi anh Phong kiếm được nhiều tiền quá vậy. Nhưng không 88.000 đô đã là gì vậy bạn? Đây bạn hãy nhìn đi, 900.000 đô lận nha. Đó, gần 1 triệu đô. Gì gần tỷ bà nội? Ủa, phải gần tỷ hả? Triệu đô chứ sao tỷ đô bà nội. À, triệu đô hả? Đúng rồi, triệu đô. Mà 1 triệu đô ở ngoài đời là khoảng 24 tỷ nha các bạn nha. Đó. Nhưng mà tiếc quá, cái này chỉ là tiền trong game thôi chứ không phải tiền ngoài đời. Nhưng mà sao quá, không sao. Trong game nhiều tiền thế này là đã giàu rồi nhá bạn nha. Đó, thì chào mừng các bạn đã quay trở lại với series tiệm net bất ổn của chúng ta ngày hôm nay. Và nói chung á là trong tập trước á thì mình mở lại tiệm net á bạn, thì người ta vô chơi khá là đông, cho nên bây giờ mình cũng đang có rất là nhiều tiền, 900.000 đô. Bây giờ tôi đang suy nghĩ nha, là tập này á tôi sẽ mở full hết tất cả những cái gì có thể mở được luôn. Đó, ví dụ như là đắt nhất là ông dùng hết thử luôn đúng không? Đúng rồi, cái gì đắt hết là mình dùng hết nha các bạn nha. Đây, đầu tiên nè thì mình vừa mới nghĩ ra, chúng ta có nhiều tiền thì chúng ta phải làm gì các bạn? Chúng ta phải đầu tư hơn, chúng ta sẽ mở rộng cái tiệm của chúng ta xịn hết mức có thể luôn. Đây, mình sẽ thử mở nhiêu 57.000 đô ạ, mở luôn. Nhiêu 10.000 đô ạ, mở tiếp. Nhiêu 186.000 đô, không có thể mở luôn. Trời ơi, cái này là 348.000 đô. Ủa sao nhiều quá vậy? Sao hơi nhiều nha. Cái này là bao nhiêu? 780.000 đô hả? Nó hơi vậy? Nó hơi nhiều vậy, là mình vẫn chưa đủ, mình chỉ mới mở được nhiêu đây thôi. Đó. Wow. Đây, từ từ để tôi xem coi. Wow, nó mở rộng dữ vậy ta? Rộng thênh thang luôn á. Tôi nghĩ là ở bên này là tôi sẽ mở thêm một cái tiệm net nữa nè các bạn, tôi sẽ mở thêm một cái tiệm net bự bự bên này nữa. Đó, ok. Rồi, bây giờ thì nói chung là tiệm net là mình có thể mở full rộng ra được á, để tôi coi tôi mở thêm cái cuối cùng coi. Cái này là 348.000 đô. Hơi nhiều nha, tính ra là 900.000 đô mà mình cũng chưa là gì hết sao mà. Vẫn còn ít lắm. Ok, không sao, mở luôn nè. Rồi xong mình còn có 200.000 đô thôi. Rồi để xem coi nó mở rộng được cỡ nào nè. Ủa, sao tôi thấy nó không có gì rộng ra hơn vậy? Sau lưng phải nhìn sau lưng có dài hơn kìa. Đó, nó dài thằng lợn đó kìa. À, nó dài ở bên đây hả? Wow, ở bên đây là mình có thể làm nguyên một khu gọi là vui chơi bên này nha các bạn nha. Được, mình sẽ làm một tập gọi là người ta xây một cái khu vui chơi bên này nha các bạn nha. Tạm thời là mình có chỗ để mình xây rồi nè. Đó, vậy là có thêm tập đó rồi. Đúng rồi. Rồi bây giờ tiếp theo nè, từ từ đây tôi có cái này rất là hay cho các bạn xem nữa nè. Trong tập trước á là tôi gọi là ngồi cày tiền á, tôi chợt phát hiện ra là ở đây tôi thấy nó một cái là recycle gun, có nghĩa là cây súng mấy bạn. Cây súng với giá 99.000 đô. Ủa, cái súng làm gì? Tôi không biết cây súng để làm gì nữa, nhưng mà tôi cũng đang rất là tò mò. Tôi sẽ mua thử cây súng này nha các bạn nha. Mua luôn nè, 99.000 đô ạ. Để xem coi cây súng này giúp được cái gì đây. Mình sẽ lấy nó ra. Ô, chơi hả? Cái gì vậy? Có bắn được không? Có bắn được không? Ủa, sao không bắn được? Ủa, cầm cho chùm cho vui vậy thôi. Ủa sao cầm cho vui là sao? Mua 99.000 đô chỉ để cầm cho vui vậy, không bắn được hả? Đó, thấy chưa? Ủa gì kỳ vậy? Vậy mình bị lừa hả? Nhiều tiền có bị ảo bạn ơi, bị lừa. Bị lừa cái gì? Biết rồi. Chơi lừa gì mà lừa người ta? Ủa khoan, từ cái này là ui, xóa đồ vật. À, cái súng này khi chúng ta bắn vào cái gì thì nó sẽ xóa cái món đồ đó các bạn. Đó, xóa nè. Xóa nè. Ồ, nó bán tính tiền luôn hả? Này bán, ông đang bán đó. À, là mình không cần phải đem mấy món đồ đi bán nữa. Đúng mà rồi. Mình dùng cái súng mình bắn là được. Khỏe. Nữa hiểu không? Chứ người mình muốn cải tổ mà bắn là xong. Ê, Sam, vậy thôi bây giờ đi mấy cái máy này nè. Cùi bắp, bây giờ mình bán hết mấy cái máy này, mình nâng thành mấy cái máy xịn như thế này luôn. Ok không? Ồ, được. Được. Thôi, có đủ tiền không? Được chứ, đây bán bắn hết. Bắn hết. Bắn. Đó, người ta đang chơi bắn luôn hả? Đúng rồi, kệ người ta luôn, kệ người ta chơi luôn. Tôi là tôi dẹp hết cái đống gọi là máy tính cũ này nha, hiểu không? Cái này máy tính cũ, máy tính cùi rồi, không thèm nữa. Mấy cái máy tính này gọi là cùi bắp, không thèm dùng nữa bạn. Bán hết đi. Đó, bán hết đi. Ê, cái súng này cũng được ha, tính ra 99 ngàn cũng được. Tính ra vậy cái súng này mình đi đến đâu mình bắn, mình bán đồ nó mình khỏi cần phải bê từng món ra mình bán giống như mấy lần trước. Càng ngày càng hiện đại hóa đó. Chị đang chơi PUBG hả? Xin lỗi chị nha, bắn mất cái màn hình của chị luôn nè. Rồi. Ê, tính ra mình bán hết vậy xong rồi mình làm một cái gọi là máy tính xịn xịn ở bên đây đi cho nó đẹp ha. Đúng rồi. Mình sẽ làm một dàn máy tính xịn ở bên này luôn nha các bạn nha. Ê Sam ơi, có cái anh này ảnh ngồi ảnh chơi game gì vậy? Sao mà mình bắn mất cái ghế của ảnh này ảnh vẫn ngồi được vậy? Cái kỹ thuật mới vậy hả? Anh này ngồi không cần chơi máy tính là anh chơi máy tính hả? Anh này anh đang chơi máy tính mà anh không cần máy tính luôn các bạn ơi, anh hơi bị xịn. Ảo game rồi. Anh này chắc chơi game nhiều quá, chơi game quá 180 phút nè. Để bạn chơi game nhiều như anh này nha. Đúng rồi, anh này chơi game nhiều quá cho nên bị ảo giác rồi. Trời ơi, ủa vậy chừng nào ổng đi? Thôi kệ ảnh đi, cho ảnh ngồi đi, ảnh ngồi khi nào ảnh chán thì ảnh đi thôi à. Đó, ok rồi. Đó, bây giờ mình sẽ bán hết mấy cái đồ luôn nha các bạn nha. Đó, rồi ok. Mình chừa lại đúng cái dàn máy tính xịn của mình bên này thôi, còn máy tính đây mình bán hết. Đó. Mấy bức tranh trên tường nhìn xấu quá, bán hết đi. Mua mấy cái gì xịn nhất, đắt nhất. Đúng rồi, mua cái gì xịn nhất, đắt nhất đi. Mấy cái gọi là mấy cái này thấy dương diêu quá, bán quá đi. Mình sẽ xây lại hết cái tiệm net của mình. Còn anh này, anh ơi, đâu có máy tính đâu. Anh có thể nào đi ra chỗ khác được không? Anh cứ ngồi đây hoài, em không có dọn dẹp được. Trời ơi, mệt quá. Thôi kệ ảnh đi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu sơn lại ở cái chỗ này. Và mình sẽ bắt đầu gọi là lắp máy tính vô cho người ta vô chơi nha các bạn nha. Ok. Sơn tường màu gì vậy? Sơn tường màu gì hả? Tôi nghĩ là cứ sơn màu giống như thế này đi. Màu này là đẹp nè. Sơn như thế này đi. Xanh hồng. Đúng rồi, xanh hồng đi. À mà quên nữa là lần trước á, mấy bạn có nhớ không? Chúng ta mở siêu thị ở đây nè thì mình đã có thuê thêm một bạn nhân viên ngồi ở đây để tính tiền cho chúng ta nè, đó. Đổ ghê. Ơ nhưng mà bạn nhân viên nhìn mặt hơi quen quen sao mà? Sao thấy quen quen không? Chị bán căng tin gần nhà mình đó. Đúng rồi, hình như cái chị này với lại cái chị bán bánh bán cà phê ở gần nhà mình, hình như là chị em sinh đôi hay sao á, nhìn giống nhau nè. Đó, ok. Rồi hiện tại bây giờ mình đang còn 143.000 đô. Mình nghĩ rằng là mình với Sammy sẽ đợi khi nào mà nó lên được tầm 300-400 gì đó đi, chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng tiếp cái tiệm net của chúng ta nha các bạn. Ok. One eternity later. Rồi ok, chờ đợi từ nãy đến giờ thì bây giờ tiền của bọn mình đã tăng lên 563.000 đô rồi nè. Đó, các bạn thấy không? Trời ơi, khi mà các bạn có nhiều tiền rồi, các bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền, hiểu không? Đó, đây nè, bán hết luôn. Bây giờ nha, tôi bán hết tất cả mọi thứ trong đây rồi. Tôi chừa lại có mấy cái dàn máy tính xịn xịn bên này à, nhưng mà sắp tới tôi cũng bán luôn mấy dàn này. Tại mấy cái dàn này nó cũng cùi bắp mà. Nó cũng xịn mấy. Có cái VIP hơn nữa hả? Nó còn có cái VIP hơn nữa cơ. Đó. Rồi bây giờ Phong tính như thế này nha các bạn. Thì ở bên ngoài đây nè, Phong nghĩ là Phong sẽ mở siêu thị ở bên ngoài đây. Đây nguyên cái khu này nè, Phong sẽ làm nguyên một khu siêu thị luôn nha. Ok. Còn khu bên này Phong sẽ làm là khu vui chơi. Phong sẽ làm một đống máy tính ở đây với lại là mấy cái máy chơi game cái kiểu nữa đó. Ok. Còn bên này sao, góc nhỏ này sao? Góc nhỏ này cũng để máy chơi game luôn. Okay. Rồi bây giờ mình sẽ lên trên đây để mình mua đồ nha các bạn nha. Đây, ok. Bây giờ mình mua gọi là bao nhiêu dàn máy tính hay sao? Tôi nghĩ là mình thử mua tầm 20 dàn máy tính đi ha. 20 dàn. Em tôi thích nhà máy tính màu hồng. Nhà máy tính màu hồng hả? Ok. Mua được hả? Nhưng mà chưa mua được, phải lên level 35 mới đủ mua được các bạn ơi, cho nên mình sẽ mua cái 5 sao này đi. Ok, mình sẽ mua 1. Mình sẽ mua 20 cái bàn luôn nha. 20 cái bàn là nhiêu tiền đây? 33.000 đô, quá rẻ, mua liền. Rồi đây, dàn máy tính tới rồi đây. Đây bây giờ mình sẽ lắp mấy cái bàn vô trước, sau đó mình sẽ mua từng món mình lắp vô sau nha các bạn nha. Ok, đây. Ui, trời ơi. Cái anh này hình như anh ghét mình sao, lần nào mình mua đồ rẻ hay đồ đắt gì anh cũng chọi hết các bạn. Ok, không sao cả. Rồi, robot tới đây nào. Let's go. Trời ơi, giờ có con robot quá đỡ mệt các bạn. Đó, cho robot nó cầm. Rồi, cầm đi robot. Đó. Con robot nó khỏe lắm nha các bạn, nó có thể nâng một lần 10 cái bàn này luôn đó. Đó. Đúng rồi, mình đưa 10 cái bàn cho con robot nâng luôn đó. Đúng là người có tiền. Đúng là người có tiền, làm cái gì nó cũng đỡ mệt hết sao, hiểu không? Đó, rồi, đó. Nhìn nó như người bàn luôn. Rồi, ok. Ui. Mấy bạn nhìn nào, nguyên một dàn gọi là bàn như thế này mà con robot nó khinh nổi nha các bạn nha. Ghê thiệt chứ. Bắt đầu thấy nó có giá trị đó. Rồi, đi theo anh nào robot ơi, vô đây. Đó, nó sẽ chạy vô đây. Rồi, mình sẽ xếp khoan từ, hình như mình chưa sơn Sam ơi, mình phải sơn lại chỗ này chứ nhờ. Ok. Đúng không? Rồi để đứng yên mình sơn rồi. Robot đứng đây để anh xíu nha, cho anh sơn cái khu này đã. Khu này tôi nghĩ là mình sẽ sơn kiểu trắng đen thế này nè. Sau đó là mình sơn tường màu tím với màu xanh đi ha. Tại khu này là khu chơi game mà. Ok. Bây giờ mấy bạn hãy cùng xem Phong với Sam chỉ cần búng tay cái là chỗ này sẽ bị đổi màu nha các bạn nha. Ok. 3, 2, 1. Bùm chiếu. Xong rồi nha mấy ni. Đó, búng tay cái là bây giờ sơn xong rồi nè. Đấy. Còn cái chỗ cái sàn này mình nghĩ là tí nữa mình sẽ sơn lại sau nha các bạn. Chỗ này là sẽ là siêu thị nè. Còn chỗ hôm nay sẽ là khu vui chơi game cái kiểu nha. Ok. Ê nhưng mà Sam ơi, hình như cái mấy cái dàn máy tính bên này tôi nghĩ là bán luôn đi Sam. Bán mấy cái máy tính bên này cũng cùi bắp mà cũng okay, không xịn lắm đâu. Bán hết đi, bán hết đi, mình bán hết thì mình nâng cấp hẳn một lần lên máy xịn luôn. Đúng rồi, chứ nhìn nó cứ không có điều, không có chịu. Đúng rồi, nó phải xịn bằng nhau hết đúng không? Chứ nhìn nó không có điều, mấy cùi, mấy xịn chán lắm. Đó. Rồi, bán hết. Ok. Đó, sạch sẽ. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu xếp dàn máy tính của chúng ta ra nha các bạn nha. Mình sẽ xếp một cái dàn máy tính từ bên này qua tới bên này rồi chảy dài xuống dưới kia luôn nha. Ok, robot tới đây nào. Đó. Nói xịn. Nó nhận diện bằng giọng nói hả? Đúng rồi, nó nhận diện bằng giọng nói đó. Trời ơi, những cái cây, okay, những cái bàn rồi, nào? Mình sẽ để cái bàn ở đây. Wow. Cái bàn nhìn thôi thấy xịn rồi đó. Ok. Wow, con nét mà đẹp vậy trời. Đúng là bàn 5 sao các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ xếp cái bàn ra. Ok, rồi tới cái bàn này xếp ra. Bây giờ xếp mấy cái bàn này á, thì cũng hơi mất thời gian, cho nên là mình với Sammy sẽ xếp xong hết 20 cái bàn rồi chúng ta sẽ quay trở lại nha các bạn. Chứ xếp từng cái như thế này nó hơi lâu. Ok. A few moments later. Trời ơi mệt quá mấy bạn ơi. Bạn được màu hồng không vậy? Ủa đâu? Gì? Sao bàn phím có màu hồng? Hả? Bàn phím này là bàn phím 7 màu luôn á, Sammy nhìn thấy không? Nó đổi màu luôn kìa không? Đó. Trời ơi, mấy bạn ơi, mấy bạn biết không? Từ nãy giờ tôi lắp 20 cái dàn máy tính này á, tôi lắp muốn chết luôn mới xong mấy bạn. Thiệt luôn, lắp mấy cái bàn máy tính này đúng mệt luôn á. Ok. Bây giờ mình sẽ ra mình mở máy cho khách vào chơi nha các bạn nha. Đây. Cái máy này của mình là máy xịn cho nên là mình nghĩ là mình sẽ để với giá là 60 đô đi. 60 đô cho một người vào chơi nha. Đó, ok. 60 đô luôn hả? Đúng rồi, 60 đô luôn. Đó, ok. Rồi để coi coi có khách nào vô mở hàng nè. Anh Mascot anh nhảy lên cho người ta vô coi anh. Nhanh lên, nhanh lên. Ủa đây nè, có chị này vô nè. Đó. Máy tính của bọn mình là máy tính xịn nha các bạn nha. Đi hơi xa đúng không? Khách đi vô hơi xa. Khách chạy từ trong đó vô hôm nay cũng trời hơi lâu á. Trời ơi, chạy đúng mệt luôn á. Rồi đó, máy tính màn hình cong đủ kiểu luôn nha các bạn nha. Chuột bàn phím là đồ xịn luôn nha. Thế cái gì càng nhiều đèn càng ngồi đắt tiền. Đúng rồi, ghế gaming nè, chưa kể mình còn mua thêm hoa hồng mình để trên bàn cho khách hủi nữa đó, nó thơm khách sẽ ở lại lâu hơn đó. Gì nhanh như vậy? Ủa sao nhanh quá vậy? Mới ngồi xíu rồi mình nói khách ngồi lại lâu hơn, sao chị đi nhanh vậy? Quê quá. Nhiều tiền tí nữa chị. À chắc là tại 60 đô giờ đắt quá, chị này không đủ tiền chơi, không sao không sao. Rồi ok. Bây giờ nha các bạn, mấy bạn nghĩ rằng là chúng ta chỉ lắp 20 cái dàn máy tính như thế này thôi sao? Không, chúng ta vẫn còn một cái này rất là hay các bạn. Đây các bạn coi mình nha, đây, mình sẽ vào trong đây. Ở trên cái máy này của chúng ta sẽ còn có thêm một cái máy chơi game nữa. Đây, máy này. Máy chơi game này á là hơi bị xịn luôn nha, nhưng mà phải cấp 40 mới mua được, cho nên bây giờ mình sẽ mua mấy cái máy rẻ thì thôi, 3 sao thôi, mình sẽ mua tầm 10 máy đi. Wow. Mình mua 10 máy đi nha, giá là 29.000 đô. Mua luôn, ok. Giờ cái gì là mở hết luôn, full option luôn á. Đúng rồi, đó, bây giờ khách vô chơi đông quá trời á không? Ui, quá trời luôn. Ui, chị này đua xe nè, chị này là chơi Minecraft nè, chị này cũng chơi Minecraft nè. Anh này chơi đua xe nè, đó, trời ơi. Quá trời luôn. Anh này là bắn đột kích hay là CSGO gì nè, đó, ok, quá trời, quá đất luôn mấy ní. Rồi, bây giờ mình sẽ ra ngoài đây, mình lấy cái dàn máy tính, cái gì, cái máy chơi game của mình. Đó, đây. Máy này giống phòng của Kai vậy, Kai có cái máy chơi game này nè. Đúng rồi, ở phòng của Kai cũng có cái máy chơi game như thế này nè các bạn. Rồi, lắp vô. Rồi, robot đứng im nha, là khinh giúp anh coi, không biết robot khinh nổi cái máy hết 10 cái máy này không trời. Con robot này mà nó khinh nổi hết 10 cái máy này thì nó cũng hơi bị vip đó. Superman dễ sợ luôn á. Rồi. Rồi ok đi thôi, let's go. Vô đây, vô đây, vô đây. Trời ơi sao con này mạnh dữ vậy? Wow, con này nó khỏe nha các bạn, nó bơi lần 10 cái máy luôn. Rồi đây, đưa đây. Mình sẽ để mấy cái máy này ở vị trí mấy cái bức tường này đi. Đó, cho khách người ta vô người ta có thể chơi mấy cái máy này. Rồi xếp vô. Xếp vô. Rồi mới xếp được có 6 cái máy thôi mà hết chỗ để rồi. À không, còn bên này nữa, bên này nữa. Mà. Còn bên này nữa, ok. Đó, thêm 4 cái máy bên này nữa là đẹp. Rồi, ok. Đó. Chúng ta có thêm dàn máy này cho khách chơi nha các bạn nha. Nhưng mà chơi sao? Cái máy này chơi sao ta, làm cách nào để mở nó lên được ta? Khởi động nó đi. À, cái máy này mình chỉ cần đặt ra thôi là người ta tự vô, người ta tự chơi. Đó, ok. Ơi, càng ngày càng phát triển rồi đó. Rồi, đang nợ ngân hàng 3.500 đô nè, vô trả nợ cho ngân hàng luôn cho nó nhanh. Trời ơi, mình có tiền mà. Đúng rồi, mình có tiền mà, đây. Trả ngân hàng nè. Rồi nói chung là về phần gọi là máy chơi game thì bây giờ tiệm bọn mình đã gọi là có máy xịn hơn và có thêm mấy cái dàn máy như thế này cho khách chơi nè. Mình nghĩ là nếu như bạn nào muốn thì trong tập sau mình sẽ mua thêm tầm 20 cái máy này nữa, mình xếp full hết nguyên cái phòng này luôn. Đó, okay, được không? Vậy chắc là thêm tập nữa các bạn ơi. Đúng rồi. Chưa làm hết được nhiều cả. À mà quên nữa các bạn, mình quên giới thiệu cho các bạn cái này rất là hay luôn nè. Mình mới vừa thuê thêm một cô lao công nữa nha. Đó là bây giờ mình sẽ có tận 2 cô lao công các bạn à. Đó, 2 cô lao công này là chị em sinh đôi nha, y chang nhau luôn đó. Chị đi đến đâu là em đi đến đó nè. Đó, nhìn giống game kinh dị chưa? Này thấy nhìn giống game kinh dị chưa? Trời ơi. Ok đó, và vào ngoài đây nha. Đây, xin giới thiệu với Sammy, một nhân viên mới của tôi. Đây, đây chính là một anh nhân viên mới của tôi. Anh này có tên là Tèo. Anh này có tên là Tèo, đúng rồi. Đó, thì Sam có thể thấy là anh này rất là đẹp trai. Có một cái lông mi rất là dài. Đó, một cái mũi rất là to và đôi môi rất là đầy đặn. Đó, nói chung là rất là đẹp trai luôn. Anh Tèo này làm gì? Anh Tèo này làm gì hả? Sammy hỏi anh Tèo này làm gì hả? Đúng đây. Rồi. Phong sẽ cho Sam biết anh Tèo này giúp chúng ta làm được gì nha. Đây, Sam có nhớ là cái siêu thị của chúng ta, mỗi lần chúng ta mua đồ xong mà chúng ta phải bơi đồ vô không? Đúng rồi, mệt rất là mệt luôn. Thì cái anh này anh sẽ giúp chúng ta nha. Ví dụ giờ đây Phong sẽ mua cái này, mua thử mấy cái này đi. Ok. Mua nè. Rồi ok. Sau đó chúng ta sẽ đợi cho xe giao hàng tới nha các bạn nha. Đó. Rồi xe giao hàng tới nè. Thì sau khi mà xe giao hàng tới á bạn, thì người ta sẽ quăng đồ của mình ra ngoài đây. Đó, thì khi người ta quăng đồ ra ngoài đây xong thì cái anh này anh sẽ giúp mình một cái, chính là bơi hết cái đống đồ này của mình đem qua kho cho mình luôn. Ê, đổ quá vậy. Đúng rồi, bây giờ là có anh này giúp mình bơi hết đồ ăn qua bên đó, mình khỏi cần bơi nữa, đỡ mệt rồi, hiểu không? Đó. Sắp rồi không? Sắp rồi không? Không, anh này anh bơi qua xong anh để xuống đất luôn. Trời ơi, là sao? Là giúp người bê qua thôi hả? Không, bơi qua vậy là được rồi, hiểu không? Trời ơi, đó, bê qua cái lãnh lương. Rồi, ok, đây là 2 cô lao công có gương mặt Sinh đôi, 2 cô lao công sinh đôi có gương mặt giống nhau. Đó, ok. Trời ơi, ông nào mang màn hình của tôi trời. Vậy ăn trộm. Thiệt luôn á, ai rồi vô máy tính xịn, máy tính cùi gì cũng ăn trộm hết trơn á, thiệt khổ ghê. Không biết tí nữa có ông nào bơi nguyên cái máy tôi chạy không? Bê cái máy này chạy được thì ghê quá rồi. Ừ, bơi nguyên máy này chạy luôn thì ghê thiệt sự luôn á. Rồi ok, bây giờ nha, mình đã có rất là nhiều thứ để gọi là làm rồi. Bây giờ còn gì nữa không ta? À, còn siêu thị, đúng rồi. Mình chưa làm xong siêu thị các bạn. Mình sẽ mua tầm 5 cái máy này, 5 cái tủ lạnh này, 5 cái này luôn, 5 cái kệ bự luôn. À không, 10 cái luôn đi cho nó xịn. Đó, mua 10 cái. Rồi, bây giờ mình sẽ biến khu này thành khu siêu thị nha các bạn nha. Ok. À quên, cái sàn này tôi nghĩ là mình phải sơn lại Sam ơi. Sao vậy? Cái sàn này mình phải sơn lại cho nó bằng màu của cái này nè, nhìn nó mới đẹp, hiểu không? Không, đây là cái khu chợ mà mình chia ra cho rõ. Không, tôi ở đây nó có nhiều những cái sơn mới nữa nè. Nó mới nè. Wow, có nhiều mấy cái sơn mới đẹp quá nè. Nhưng mà khoan, mình sẽ dùng sau đi. Bây giờ mình sẽ sơn hết cái sàn này lại nha các bạn nha. Cái sàn này mình sẽ là cái sàn để vô siêu thị, cho nên mình sẽ sơn nó thành cái màu khác. Ok, rồi. Rồi, sơn xong rồi nè. Đó, cái sàn này là sàn để đi vào trong khu siêu thị nha các bạn nha. Đó, đi từ đây là siêu thị nè. Còn quẹo qua bên đây là tiệm game. Đó, ok. Rồi, chị ơi, chị đợi em xíu nha. Để em bơi cái bàn này em để ra trước cửa nha chị. Rồi, ok, để xíu, để xíu. À không, phải đuổi việc chị này xong rồi mình mới bơi cái bàn đi được. Ủa cái gì? Đuổi việc thôi, đuổi nha. Chị xách ra miếng không, phải đuổi việc chứ. Không, phải đuổi việc luôn. Đó, đuổi việc luôn rồi. Rồi, chị đi về chị ơi. Ủa, sao chị còn ngồi ở đây? Ấy chết, mình đuổi việc nhầm anh nhân viên kia rồi. Trời ơi, mình đuổi việc nhầm người rồi. Phải đuổi việc cái chị kia chứ phải là anh nhân viên. Trời ơi, vậy mà cũng nhầm nữa. Rồi, đó, bây giờ mới đúng nè. Rồi, bơi cái bàn ra ngoài đây. Đó, chỗ này sẽ là chỗ tính tiền. Mình sẽ để chỗ tính tiền ra ngoài đây. Đó, để ở đây. Rồi, mình sẽ thuê lại cái chị hồi nãy. Thấy tôi rảnh không? Đuổi người ta xong thuê lại, hiểu không? Đó, ok, rồi. Ok, bây giờ mình sẽ bơi mấy cái tủ này vô đây để mình xếp ra nha các bạn nha. Đây sẽ là khu siêu thị cho nên mình sẽ để mấy cái tủ ở chỗ này. Ok, Sammy à, tự nhiên tôi thấy bọn mình nâng cấp cho cái nhà nó rộng ra. Xong rồi tính ra bọn mình cũng chỉ xếp được có nhiêu đi đồ thôi. Tính ra nó rộng, ơi là rộng luôn, nhưng mà hình như là để xếp được hết đống đồ full hết cái phòng này chắc cũng lâu lắm luôn á. Lâu lắm á. Đúng rồi nè, mấy bạn coi nè, bọn mình chỉ mới xếp được có một cái hàng tủ bên đây thôi. Tối thui luôn. Với lại là một đống gọi là dàn PC bên đây thôi, mà mình sao lắp từ nãy vậy chắc phải hơn tiếng thì mới xong á các bạn. Đó, cho nên là bây giờ để lắp được hết full cái phòng này thì mình nghĩ rằng là sẽ phải gọi là lắp hơi lâu á, cho nên là khi nào mình lắp xong thì chúng ta sẽ quay tiếp nha các bạn nha. Còn bây giờ thì mình thông báo cho các bạn là bọn mình đã nâng cấp máy với lại là nâng cấp nhà lên thôi. Đó, ok, nói chung là giờ tiền kiếm cũng được nhiều lắm rồi. Đó, ok. À mà quên nữa các bạn à, đây mình cho bạn xem nha. Hiện tại game nó mới vừa cập nhật cái này rất là hay luôn nè. Sao biết này là gì không? Ủa, cái này là cái gì vậy? Cái này hả? Cái này là một cái trò chơi các bạn hiểu không? Mình sẽ bỏ ra 200 đô để mình xoay. Đó, thì bạn Sam coi nè, mình sẽ bấm vô nút này thì mình sẽ bỏ ra 200 đô để mình xoay. Ví dụ như nó ra 3 bình nước nè là mình được 300 đô nè, đó có nghĩa là mình lời được 100 đô, đúng không? Đó là mình cứ ngồi đây mình xoay nó ra quyển vỡ nè. Ui sai rồi, cái này thua rồi, cái này không được rồi. Cái này là ba cái khác nhau phải không? Ba cái khác nhau là không được. Sammy phải được ba cái giống nhau luôn. Đó. Ủa? Ui. Trời ơi. Tiếc ghê luôn trời, một lần xoay là 200 đô lần đó. Ui trúng không? Trúng không? Yeah. Trời được có 10 đô bà nội. Bỏ ra 200 đô để lấy lại được có 10 đô rồi hả? Trời sao mình rảnh quá vậy? Cho tôi quả bơm đi, 10.000 đô nè. Trời ơi, tôi đang muốn xoay được có quả bơm mấy bạn ơi. Xoay được có quả bơm mà được 10.000 đô luôn đó. Ồ, quyển vở được nhiêu? 1.000 đô à? Cũng được. 1.000 đô cũng được. Rồi cho tôi quả bơm đi. Ui quả bơm nè, quả bơm nè, quả bơm nè. Quả bơm nè, 10.000 đô, 10.000 đô. Trời ơi. Thêm một quả bơm nữa thôi là mình sẽ được 10.000 đô đó các bạn. Trời ơi. Ui quả bơm tiếp, quả bơm tiếp. Quả bơm không? Trời ơi. Cày thế nhờ, cho tôi một lần được quả bơm cho tôi được 10.000 đô coi. Trời ơi. Thôi cái này nó chơi giống kiểu gọi là hên xui các bạn à. Thôi mình bán tiệm net mình kiếm tiền đi, chứ chơi cái này nó hên xui quá cho nên là thôi không chơi lại các bạn ơi. Ok. Ui ui ui, Sam ơi, Sam nhìn kìa, sao mà ở trong game có hai bà chị đang đánh nhau nè. Gì mà đánh nhau trong này vậy trời ơi. Ê, chị ơi, hai chị làm ơn bình tĩnh, đừng có đánh nhau mà. Ôi, trời ơi, trời đánh như Lý Tiểu Long vậy. Quýnh như Lý Tiểu Long luôn, đá suốt cái kiểu à. Bây giờ mình nên vô can không Sam, chứ mình can đi ha. Đúng rồi, can. Chị ơi. Ê, tôi vô tôi can xong bà quýnh tôi xỉu luôn. Đá liên tục luôn, có thấy không? Đá liên tục luôn, ông này đá liên tục luôn á. Trời ơi là trời, bà đánh tôi ngất xỉu luôn, bây giờ tôi bị đói rồi các bạn ơi, tôi phải đi ăn cái này. Ủa đang làm việc tốt cái tự nhiên bị tát vậy trời. Ừ mình vô mình làm việc tốt, mình cản hai bà lại, hai bà đánh nhau mình cản lại cái dèo hai bà đấm mình gọi là ngất xỉu luôn, rảnh thiệt chứ. Ok bạn. Vậy là coi như ở trong tập này mình đã cùng với Sammy bọn mình đã làm ra một cái siêu thị rất là to, sắp tới thì mình sẽ lắp thêm gọi là tủ tiết cái kiểu vô nữa nha. Đó, giờ nói chung là máy để chơi đó đúng không? Đúng rồi, bây giờ vẫn còn đang thiếu đang thiếu máy để lắp vô lắm. Đây, bên đây là 20 gọi là cái máy tính siêu xịn và thêm 10 cái máy chơi game cũng rất là xịn luôn. Nếu mà bạn muốn thì trong tập sau mình sẽ mua thêm. À bà này nợ tiền nè, nợ tiền nè. Này thì chơi game quỵt tiền hả? Đưa tiền đây. Ôi. Rồi, tập sau á thì mình sẽ mua thêm gọi là mấy chục cái máy này nữa nè, mình lắp xung quanh đây để gọi là cho khách vào chơi nha các bạn nha. Có máy nhảy luôn á. Có máy nhảy, nhưng mà máy nhảy đó là hình như là mình chưa đủ cấp để mình mua, phải cấp 40 lận. Đó, ok, nói chung là bọn mình bây giờ đã trở thành những đại gia tiệm net ở trong game rồi. Mình đã không bị thất bại như ngày xưa các bạn. Ngày xưa mình làm tiệm net mình bị gọi là phá sản do Sammy gọi là phá tiệm net của mình. Đó, còn bây giờ thì Sammy ngoan rồi, Sammy không còn quậy phá nữa. Làm với ngồi nhìn thôi. Đúng rồi, cho nên là bây giờ thì mình đã gọi là có một cơ ngơi rất là rộng lớn đó bạn thấy không. Ok giờ là bán thoải mái luôn nha, tập sau bạn vô bạn sẽ bất ngờ hơn khi mà nguyên cái phòng này toàn là máy chơi game luôn đó. Ok còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như bạn nào thích video này đừng quên để cho mình một like, một share và nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên qua bên kênh của Sammy đăng ký ủng hộ cho Sammy nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye và này thì nợ tiền nè. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video tuần sau nha. Bye bye.